recording. Tá, sim, tá. Đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, 8 giờ tối ngày 29 tháng 7 giờ thủ đô Washington, tức 7 giờ sáng ở Việt Nam, ngày 30 tháng 7. Trà My kính chào quý vị. Phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam gây tranh cãi. Vấn đề Biển Đông trong nghị trình cuộc gặp sắp tới giữa Việt Nam với Philippines. Ấn Độ cho Việt Nam vay tiền mua tàu tuần tra. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam cáo buộc những người tham gia cuộc biểu tình trước Tòa Bạch Ốc yêu cầu Washington thúc đẩy Hà Nội cải thiện nhân quyền nhân cuộc họp thượng đỉnh Việt-Mỹ hôm 25 tháng 7 là hành động chỉ vì đồng tiền. Hàng ngàn người Việt hải ngoại đã đổ về thủ đô Washington DC tham gia cuộc biểu tình đánh động công luận quốc tế về tình hình nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam trong lúc Tổng thống Barack Obama tiếp Chủ tịch Trương Tấn Sang trong chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ đối tác Việt-Mỹ. Phát biểu với phố Bonsa TV, ông Nguyễn Thanh Sơn nói các cuộc biểu tình như vậy không đúng với mong muốn của người dân Việt cả trong lẫn ngoài nước. Tôi cho rằng là những cái biểu tình chống đối của bà con cô bác ở bên ngoài đối với Chủ tịch nước vừa qua nó chỉ là những cái hiện tượng. Tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người, không phải ai cũng muốn như vậy. Có những người chỉ vì đồng tiền, có những người chỉ vì nhu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì có một chút thu nhập thêm mà tham gia những cái hoạt động đó. Những người biểu tình đến từ khắp nơi trên cả nước Mỹ, Pháp, Canada và Úc. Họ tạm gác qua những sinh hoạt bận rộn hàng ngày, không quản nhiều giờ đường bộ hay đường bay để góp mặt vào một trong những cuộc tập hợp lớn nhất của người Việt hải ngoại để thể hiện một nguyện vọng chung, đòi hỏi nhân quyền cho người dân trong nước. Ban tổ chức cuộc biểu tình nói, phát biểu của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam tuy gây tranh cãi nhưng không phải là điều đáng ngạc nhiên vì cách tuyên truyền trước nay của chế độ Cộng sản không có gì là lạ. Chủ tịch Cộng đồng Người Việt khu vực thủ đô Washington DC, Maryland, Virginia, ông Đoàn Hữu Định. Một giới chức cao cấp của một quốc gia, khi mà nói như thế đó thì phải hiểu, tìm hiểu cho rõ ràng. Tôi là trưởng ban tổ chức của cuộc biểu tình đó. Những người đi đến biểu tình đó là đi đến cái lòng của họ. Tiền ở đâu mà trả nha, để xem một cái lời nói mà không căn cứ, vô căn cứ, một lời nói vô ý thức. Một nhà vận động cho nhân quyền Việt Nam được nhiều người biết tiếng qua các chiến dịch thỉnh nguyện thư và các cuộc vận động ở Quốc hội Hoa Kỳ. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người vượt biển PPSOS, phản hồi trước phát biểu từ đại diện ngoại giao của Hà Nội. Tôi thấy rằng Nguyễn Thanh Sơn nói một cách rất là hồ đồ, bởi vì ông ta không hiểu gì cả hoặc là cố tình không hiểu. Những người này tham gia biểu tình không hoàn toàn không vì tiền mà họ phải bỏ tiền túi ra. Chúng tôi đã gặp những cái bác rất là cao niên phải tung tiền nhau để mướn một chiếc xe van, lái xe đến 2 ngày 2 đêm từ Texas về chẳng hạn. Thành ra cái này là những cái đóng góp của những người dân thường bỏ cái chi phí của mình ra để vận động cho cái tự do dân chủ cho đồng bào ở quê hương, mà chính những người như Nguyễn Thanh Sơn mới là cái thủ phạm gây nên biết bao nhiêu cái đau khổ cho những người mà chúng tôi ở ngoài này vẫn tiếp tục tranh đấu cho họ trong suốt 38 năm qua. Đây là cái giọng lưỡi của những cái kẻ độc tài. Bình luận về lời nói của Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Thắng tiếp lời. Nó làm đậm thêm cái sự khinh thường của những người hiểu biết đối với lại những cái giới chức giống như Nguyễn Thanh Sơn. Chúng tôi e rằng ông Nguyễn Thanh Sơn không phải là một trường hợp cá lẻ, mà những cái người đại diện cho chế độ đều có một thái độ tương tự như ông Nguyễn Thanh Sơn. Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam cũng đồng thời lặp lại lời kêu gọi hòa hợp, hòa giải dân tộc, đoàn kết trong và ngoài nước để đưa đất nước tiến bộ, phát triển. Tuy nhiên, tiến sĩ Thắng nói mục tiêu hòa giải dân tộc của Hà Nội khó có thể thành công với sự thiếu hiểu biết và quy chụp vô căn cứ như thế từ những giới chức cấp cao của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Không thể ứng xử như vậy với lại cộng đồng người Việt hải ngoại mà rồi mong mỏi rằng có cái sự hợp tác từ những người hiểu biết, những người tử tế và những người không bị trói buộc trong cái suy tư của mình. Cũng như những người tham gia cuộc biểu tình tại thủ đô Hoa Kỳ đòi chính phủ Việt Nam cải thiện nhân quyền, những người trong nước góp mặt trong các cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc xâm lấn Biển Đông hay trong các cuộc tập họp kêu gọi nhân quyền và quyền lợi đất đai cho người dân cũng từng bị Hà Nội tố cáo là hành động vì tiền, được các thế lực phản động, thù địch mua chuộc hay thuê mướn để tham gia. Cuộc họp lần thứ 7 của Ủy ban Hỗn hợp Hợp tác song phương Việt Nam-Philippines sẽ diễn ra vào tuần tới. Thỏa thuận thăm dò chung gần đây giữa Hà Nội với Bắc Kinh trên Biển Đông dự kiến sẽ nằm trong nghị trình thảo luận.
Báo chí Philippines trích loan báo của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Raul Hernandez ngày 29 tháng 7 cho hay, Ngoại trưởng Alberto Rosario của nước này và người tương nhiệm phía Việt Nam, ông Phạm Bình Minh, sẽ gặp nhau vào ngày 1 tháng 8 để thảo luận các sáng kiến hợp tác song phương. Trong số các vấn đề được đưa ra bàn họp sắp tới giữa hai nước ASEAN đang có tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông, bao gồm hợp tác an ninh quốc phòng, hợp tác hàng hải, đầu tư thương mại và nông nghiệp. Ông Hernandez cho biết, dịp này đôi bên sẽ đánh giá lại việc thực thi kế hoạch hành động Việt Nam-Philippines với các sáng kiến sẽ được tiến hành bởi hai nước trong giai đoạn 2011-2016. Philippines đang kiện bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Bắc Kinh, giữa lúc Việt Nam vừa quyết định thỏa thuận với Trung Quốc, thăm dò và chia sẻ các nguồn tài nguyên trong các vùng biển có tranh chấp. Việt Trung cũng nhất trí thành lập đường dây nóng tránh các cuộc va chạm ở Biển Đông trong lúc tranh chấp đang leo thang. Tuy nhiên, không lâu sau khi hai nước tán thành việc này trong chuyến đi Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hồi tháng 6, thì tàu võ trang của Trung Quốc tiếp tục tấn công, cướp bóc thêm hai tàu cá của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa. Cũng như những lần trước, Hà Nội lên tiếng phản đối và đòi bồi thường, nhưng không được Bắc Kinh hồi đáp. Ấn Độ cấp khoản vay trị giá 100 triệu đô la để giúp Việt Nam mua 4 tàu tuần tra, tăng cường khả năng quốc phòng. Báo The Hindu của Ấn Độ ngày 29 tháng 7 dẫn nguồn tin từ giới chức chính phủ cho biết, các phần chắc khoản vay sẽ được chung quyết vào lúc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm Ấn vào cuối năm nay. Thỏa thuận này diễn ra giữa lúc New Delhi một lần nữa thể hiện quyết tâm muốn tham gia hoạt động thăm dò dầu khí ở bể Phú Khánh thuộc Biển Đông. Việt Nam khẳng định có quyền mời Ấn Độ hợp tác trong khu vực mà Hà Nội nói là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc tuyên bố bể này nằm trong bản đồ đường lưỡi bò của Bắc Kinh ở Biển Đông. Việt Ấn lâu nay có các mối liên hệ chiến lược, bao gồm hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân dân sự, đào tạo sĩ quan cho Việt Nam và các chuyến thăm qua lại thường xuyên giữa đôi bên. Nhưng đây là dịp hiếm hoi Ấn cấp khoản tín dụng cho mục đích quốc phòng, giữa lúc hai nước Ấn Việt đang mong muốn mở rộng các mối quan hệ quốc phòng trước thái độ gây hấn và các hành động bành trướng chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Nhật Bản tìm cách liên kết với ba nước ASEAN để đối phó với Trung Quốc. Trong chuyến ra nước ngoài đầu tiên kể từ khi đảng của ông đạt thắng lợi trong cuộc bầu cử thượng viện hôm 21 tháng 7, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tìm cách tăng cường quan hệ với Malaysia, Singapore và Philippines nhằm đối phó với các hành động phát triển hàng hải của Trung Quốc tại khu vực. Tại cuộc họp báo ở Manila hôm 27 tháng 7, chặng dừng chân cuối cùng của ông, Thủ tướng Nhật Bản nói rằng chính sách ngoại giao của ông là nhìn thế giới với một tầm nhìn rộng hơn. Tầm nhìn đó chẳng những đóng góp cho lợi ích của Nhật Bản, mà còn góp ích cho hòa bình và thịnh vượng trong khu vực. Trước đó, trong ngày, tại buổi hội kiến với Tổng thống Benigno Aquino của Philippines, Thủ tướng Abe cho biết là Nhật sẽ viện trợ cho Philippines 10 chiếc tàu cảnh sát biển trong khuôn khổ chương trình viện trợ ODA của Nhật. Chuyến đi ba nước của Thủ tướng Nhật Bản diễn ra vào lúc Nhật Bản và Trung Quốc vẫn chưa hàn gắn được một số rạn nứt trong quan hệ. Nhật-Mỹ tìm cách giảm bớt căng thẳng tại Biển Đông. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joseph Biden và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dùng chuyến đi tại Singapore hôm cuối tuần để hối thúc các bên có hành động mau chóng nhằm giảm bớt căng thẳng ở Biển Đông. Thông cáo báo chí của Phó Tổng thống Mỹ cho biết, hai ông Biden và Abe đã gặp nhau trong nửa tiếng đồng hồ tại Singapore để bàn về quan hệ giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á. Thủ tướng Abe nói, chính phủ của ông có những nỗ lực để tăng cường liên minh an ninh hai nước và nâng cấp các mục tiêu quốc phòng của mình. Phó Tổng thống Biden ghi nhận vai trò chiến lược mà Nhật Bản cần đóng góp trong lúc Hoa Kỳ tái cân bằng lực lượng quân sự sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Phó Tổng thống Mỹ cũng tái xác nhận lập trường của Hoa Kỳ tại Biển Đông, gợi ý rằng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Nhật Bản trong trường hợp có một cuộc tấn công quân sự vào dãy đảo Senkaku của Nhật mà Trung Quốc cũng đòi chủ quyền. Nhưng ông Biden cũng nhắc lại rằng lập trường của Mỹ là tất cả các bên phải có những bước để giảm bớt căng thẳng trong khu vực. Trong khi đó, thì máy bay do thám của Mỹ thường xuyên tuần tra tại Biển Đông. Hãng tin Kyodo của Nhật cho hay một tài liệu kín mà họ có cơ hội được xem cho thấy các máy bay do thám của Mỹ có những chuyến bay tuần tra thường xuyên trên Biển Đông. Tài liệu này nói rằng đây là loại máy bay P-3C Orion thường có các phi vụ chú trọng đến khu vực Trường Sa. Năm ngoái, chính phủ Philippines đã yêu cầu Hoa Kỳ cho sử dụng loại máy bay này tại khu vực có tranh chấp ở Biển Đông vì Philippines không đủ năng lực để làm chuyện này. Các chuyên viên quân sự nói rằng máy bay B-3C Orion là một trong những loại máy bay nhạy cảm nhất của Hoa Kỳ, có thể do thám và chống tàu ngầm. Tài liệu cho thấy là các máy bay này thường bay ở khu vực bãi cạn Formas số 2 của Philippines, tức là cách tỉnh Palawan của Phi 237 km. Thứ trưởng
trưởng Ngoại giao Nhật Bản thăm Trung Quốc hai ngày 29 và 30 tháng 7 để hội đàm với các giới chức cấp cao nước chủ nhà trong bối cảnh xảy ra tranh chấp kéo dài giữa Tokyo với Bắc Kinh về chủ quyền đối với một hòn đảo tại biển Hoa Đông. Chuyến công du của ông Akitaka Saiki diễn ra trong khi các căng thẳng về chủ quyền lãnh thổ và các vụ xích mích về lãnh hải đã làm đóng băng gần như mọi quan hệ giữa hai quốc gia. Tuần trước, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói với các phóng viên rằng ông hy vọng sẽ tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao với Trung Quốc về vấn đề tranh chấp lãnh thổ của quần đảo Senkaku, giàu tài nguyên, mà Trung Quốc gọi là điếu ngư đài. Chào mừng quý vị đến với chương trình phóng sự của đài VOA. Miến Điện và Thái Lan dự trù xây một cảng nước sâu và khu công nghiệp lớn nhất Đông Nam Á trên vùng bờ biển phía Nam. Dự án mang tên Dawei, trị giá nhiều tỷ đô la, có xa lộ nối với Thái Lan, sẽ thúc đẩy mạnh mẽ giao dịch thương mại giữa hai quốc gia. Nhưng ngay trước khi khởi sự, dự án này đã vấp phải những khó khăn tài chính và sự phản đối của dân địa phương. Mời quý vị theo dõi qua video phóng sự sau đây. Khi cảng nước sâu và đặc khu kinh tế Dawei của Miến Điện hoàn tất, sẽ có một xa lộ, một tuyến đường sắt và một đường ống dẫn nhiên liệu đến trung tâm thương mại của Thái Lan. Mặc dù những nhà máy lớn chưa khởi sự, nhưng dự án này đã được công ty chịu trách nhiệm, một liên doanh giữa Ý và Thái Lan, quảng cáo là một khu công nghiệp lớn nhất của Đông Nam Á. Kỹ sư Sumbap Satawan nói rằng khu công nghiệp này sẽ có tất cả mọi thứ, từ nhà máy thép, nhà máy lọc dầu cho tới lắp ráp xe hơi và hóa dầu. Khu công nghiệp của chúng tôi cũng sẽ có nhà máy lắp ráp máy tính, nhà máy sản xuất hàng dệt may, hàng mỹ phẩm, chế biến thực phẩm. Phía bên này dành cho công nghiệp nhẹ. Nhưng công trình xây dựng trị giá 8,5 tỷ đô la này chưa thu hút đủ các nhà đầu tư nước ngoài. Hai chính phủ Thái Lan, Miến Điện mới đây đã phải đích thân vận động với các giới chức của Nhật. Theo chương trình thì toàn bộ nhiều ngôi làng sẽ bị phá hủy để phục vụ dự án. Nhưng cư dân nói rằng họ không biết nhiều về chuyện di dời và chuyện được đền bù ra sao. Bà Tenney nói rằng những căn nhà mới xây của các con bà không nằm trong danh sách bồi thường. Bà nói rằng nếu các con bà không nhận được đủ tiền thì chúng sẽ không dọn đi. Mỗi ngày chúng tôi đều nghe đồn rằng làng chúng tôi nằm trong khu vực bị giải tỏa và nay mai chúng tôi phải dọn tới một nơi khác, nhưng chưa có gì rõ ràng cả. Anh thợ sửa xe máy Somia cũng vẫn chưa biết sẽ di chuyển đi đâu. Miếng đất và căn nhà hiện nay của tôi nằm kế đường lộ chính. Chỗ này rất tốt cho công việc làm ăn của tôi. Nếu không kiếm được chỗ tốt giống như thế này tại nơi tôi sắp dọn tới, thì tôi sẽ không thể làm ăn gì ở đó cả. Liên doanh xây dựng giữa Ý và Thái Lan đã thăm dò các nông trại để bồi thường và cho dân làng biết thêm về các kế hoạch dự án. Nhưng kỹ sư Subap nói rằng chi tiết về di dời vẫn còn tùy giới hữu trách. Chúng tôi không biết chi tiết bởi vì việc này tùy theo kế hoạch của chính quyền. Chúng tôi sẽ tuân theo và hợp tác tốt. Xây vài ngôi chùa là một trong những chuyện mà các nhà triển khai dự án định làm để tỏ thiện chí với người dân địa phương. Nhưng các nhà quản lý dự án thừa nhận rằng vẫn còn nhiều việc cần làm để làm dịu bớt lo ngại của các nhà đầu tư và biến những khu rừng thành một khu thương mại cao cấp. Mời quý vị đón xem chương trình truyền hình vệ tinh của VOA trên Iowa Asia Satellite phát sóng lúc 7 giờ sáng Việt Nam, được chiếu lại lúc 8 giờ rưỡi chiều cùng ngày và 4 giờ sáng hôm sau. Phần tin tức thời sự lúc 7 giờ sáng được tiếp nối bằng chương trình dạy tiếng Anh. Tin tức và các chương trình radio, video của đài VOA trên trang nhà voatiengviet.com được truy cập dễ dàng bằng trình duyệt Opera, qua kênh YouTube VOA Tiếng Việt Video hay trang Facebook VOA Tiếng Việt. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn cải tiến nội dung các chương trình của mình bằng đóng góp của độc giả khắp nơi. Xin quý vị gửi bài vở về voabanlambao@gmail.com. Trà My xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin ngày mai.